Xin kính chào tất cả quý vị anh chị em đến với cái video này. Thì đây là một cái video mình làm vào lúc này rất là muộn rồi, tối đêm rồi. Thì mà mình không thể đi ngủ được vì mình đang rất là trằn trọc. Tại vì là có một số bạn đã nhắn tin và gọi điện cho mình hỏi là anh ơi, bên anh còn điều hòa cũ không, bán em máy. Thì mình nói là bây giờ hiện tại không còn một điều hòa cũ nào cả, không còn một con nào. Thì cái vấn đề ở đây là mình làm video này thì ước mong là các bạn nào ấy mà có điều hòa cũ hỏng, điều hòa thanh lý lâu năm thì các bạn liên hệ với mình thì mình sẽ lấy lại cho anh chị em. Thì với mục đích là để mình phục vụ thị trường đang cần những điều hòa cũ, bởi vì là có những người ta ở nhà trọ, người ta dùng máy điều hòa 125 hoặc là 235 thôi, người ta không cần phải dùng quá là lâu và người ta cũng không muốn đầu tư một số tiền quá nhiều, họ chỉ muốn đầu tư một số tiền nó ít thôi, bởi vì họ là nhà trọ mà họ sẽ di chuyển. Thế thì ước mong là các bạn sẽ bán cho mình, thì mình sẽ nói qua một chút về cái giá cả cho để cho anh em được biết khi mà anh em mua, để anh em được biết là cái để anh em được biết là mình nhập điều hòa với giá cả như thế nào. Nếu như các bạn bán điều hòa cũ mà cho các anh mà anh ấy đi, anh ấy giao là anh ấy có cái bài giao đó là điều hòa cũ hỏng bán đi, tivi tủ lạnh cũ hỏng bán đi ấy, các bạn bán những anh ấy thì chắc chắn sẽ giá rất là rẻ. Thế thì nói về các anh đấy thì các anh sẽ nhập hết tất cả các loại, dù là đồ nát hay là đồ mới đẹp hay là cũ hay là như nào anh ấy mua hết. Nhưng riêng với cái bản thân của Lộc ấy thì máy cũ nát là Lộc không lấy được. Nếu như mà Lộc lấy thì Lộc cũng gọi là đến là lấy thôi, lấy thì gọi là cân cho Trung Quốc rồi là cân đi cho những người khác thôi, thì chỉ lấy được khoảng 100.000 hay 150.000 thôi. Thực ra thì mình ngày xưa mình đi làm ấy, thực ra thì mình thường đi làm ấy mà có những cái máy nó nát quá ấy, thì khách hàng thường cho không mình tặng luôn Lộc, gọi là làm tiền bồi dưỡng cho Lộc. Nó chỉ vì máy nó chỉ giá là 100.000, 150.000 mà nó nát quá rồi, với cái vỏ nó thì không dùng lại được, dàn riếc thì đã là quá là lâu năm rồi, cũng không dám ai sử dụng nữa, bởi vì thợ không dám sửa lại nữa, bởi vì là sau này rất sợ nó bục. Thế rồi còn còn bà lốc thì chết rồi, không được, chẳng còn một cái gì cả, may ra được đôi ba con tụ như này ấy, mà hai tụ nó cũng sai chỉ số rồi, nó yếu rồi, nó không có gì cả. Chung quy là vì mạch với mung thì linh kiện nó cũng kém rồi, nó không có một gì cả, nó nát quá rồi mà, thì chỉ lấy được một cái giá khoảng tầm 100 bạc, 150 và đi cân đi cho bên Trung Quốc. Thì đấy là về cái mặt như vậy. Thì các bạn nói là nếu như cái máy mà nó đẹp đẹp một chút thì Lộc sẽ nhập được bao nhiêu. Ví dụ như là máy mà nó dùng được khoảng tầm 3 năm trở ra, 3 đến 5 năm trở ra mà máy ấy, nó còn đẹp nhưng mà nó đã hỏng rồi, vì ví dụ hỏng bờ lốc này, cáp này, dàn này, phin này chẳng hạn như vậy, thì những cái đấy là lỗi đấy nào lại phải liên quan đến ga gầm hay các thứ, nó gọi là lỗi đấy sửa mất nặng tiền đấy, các bạn không sửa các bạn để bán đi ấy. Thì những cái lỗi nặng đấy thì mình nhập thì sẽ nhập khoảng tầm 300 đến 400 nghìn một máy thôi, nếu là cái vỏ nó đẹp. Cái vỏ đẹp thì sẽ nhập khoảng 300-400 nghìn máy, thì vì sau này mình phải thay lại bờ lốc rồi thay lại ga gầm các thứ, nó rất là tốn kém. Và khi bán ra thị trường thì bán được 2 triệu rồi nắp lên cho khách hàng chỉ 3 triệu, cả công điều, cả công nắp đặt với người khác không lãi được bao nhiêu, thì mình chỉ nhập được khoảng tầm 400 nghìn thôi. 400 nghìn là cao nhất với một cái máy, đặc biệt là chết lốc, chết bờ lốc. Nếu mà chưa chết bờ lốc thì sẽ nhập cao hơn một chút, đó là sẽ nhập khoảng tầm từ 4... khoảng tầm từ 500.000 đến 600.000. Nếu như bờ lốc còn sống, máy bờ lốc mà sống ấy, thì khoảng tầm từ 500.000 đến 600.000. Vỏ mà đẹp thì có thể mình sẽ nhập khoảng tầm 600.000 nếu mà cái vỏ đẹp mà bờ lốc còn sống. Bục dàn thì hay là dập dàn hay là các bạn chết vỉ thì may ra thì mình sẽ nhập khoảng tầm 450-500. Còn nếu như vỉ còn sống thì sẽ nhập khoảng 600. Cái bờ lốc sống, máy còn tạm tạm, trông còn tạm tạm được, về mình sẽ khắc phục cái sự cố dàn hay là nhôm hay là như nào đấy, thì mình sẽ kiếm cái ấy, thì nó sẽ kiếm cái dàn khác, thì cố gắng mình sẽ nhập được khoảng tầm 500-600 nghìn. Thế còn để các giá cao hơn thì các giá cao hơn thì nó phải phụ thuộc vào cái máy là cái máy hãng nào, và nó đã và khi mình mở ra thì trông nó hình thức nó còn được như thế nào thì mới nhập được cao hơn, và nó còn sống, nó còn hoạt động như thế nào. Còn chắc chắn nếu mà cái máy của bạn vẫn còn đang hoạt động, còn sống nguyên thì giá nó sẽ rất là tuyệt vời. Đấy, vì điều hòa nó lại liên quan đến việc tháo lắp xuống
tháo ra lắp vào sau này rồi lại còn ga gắm rồi nó rất nhiều cái khác thì mới có thể là làm được một cái dịch vụ điều hòa, chứ không phải là các bạn nó giống như là cái tivi bê thì cái này xong nó không giống như vậy, thì là không thể mua giá cao được, cái điều hòa chỉ mua giá với giá thấp thôi đấy. Thế còn thì là nếu như các bạn có thì các bạn ưu ái thì các bạn để lại cho Lộc, thì Lộc giúp đỡ cho thị trường, cho những người mà công nhân lao động đặc biệt là những anh chị em mà họ ở rất là xa, họ đến các khu công nghiệp ở quanh đây họ ở, họ sống ở Hải Phòng này, họ làm việc ở đây, họ kiếm tiền ở đây, thì họ rất là cần sự giúp đỡ của những người mà chúng ta làm dịch vụ như chúng ta. Thì đấy là mình ước mong là các bạn sẽ giúp đỡ mình là làm bán máy điều hòa cho mình. Bán máy điều hòa cho mình thì mình làm là vì cái niềm vui thôi, vì cái đam mê nghề nghiệp thôi, đam mê thích làm điện thôi, thích làm kỹ thuật thôi. Chứ còn thực ra thì mình nói đúng là đã không dưới 20 lần, không dưới 20 lần mình đã muốn bỏ không dưới 20 lần mình đã muốn từ bỏ cái nghề điều hòa này. Thật sự lúc nào cũng nghĩ đến việc từ bỏ nghề điều hòa, nhưng không hiểu sao cái nghề nó cứ bám theo cái người ấy, bám theo người, nó muốn mình phải làm, nó muốn mình phải phục vụ mọi người. Thì thật ra thì mình rất là thương một số khách hàng gọi điện cho mình rất là thương, nhưng mà thật sự mình không có máy để mà xử lý một số cái nó thật sự là như vậy. Thật sự là không giúp được thì nhiều khi mình cảm thấy áy náy. Thì cái video này mình ước mong là các bạn sẽ giúp đỡ mình, sẽ đón nhận mình. Thế thì còn các bạn sẽ hỏi là mình có mua máy giặt hay là mua máy bình nóng lạnh hay mua tủ lạnh cũ hay không, thì nói thật với các bạn, những cái đồ đấy mà còn sống, máy giặt mà còn chạy được thì nó mới mua, máy giặt mà chết động cơ nó không mua đấy, chết vì mạch mà động cơ chạy được thì may ra Lộc lấy Lộc về Lộc làm cái máy vắt không chẳng hạn, thì nó còn còn mua được 200-300 đấy. Còn nếu mà chết 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 động cơ nó cũng sẽ không lấy. Còn bình nóng lạnh thì các bạn cho Lộc thì Lộc lấy, nhưng nó không thích bình nóng lạnh. Thế còn tủ lạnh thì đặc biệt là Lộc không mua và cho nó cũng không lấy. Thế thôi, cho nó không lấy. May ra Lộc kiểm tra cái bờ lốc mà nó còn sống thì may ra Lộc cũng cắt cái bờ lốc đồng lấy lấy tạm, xin thì tạm bờ lốc, còn không thì nó không lấy gì cả. Vì bờ lốc tủ lạnh thì mà dùng là 7-8 năm trở ra rồi thì cái bờ lốc đấy nó cũng nó đẩy hơi nó yếu lắm, nó kém lắm, nó không thể lạnh sâu được. Mình không thích liên quan tủ lạnh làm gì, mình là Lộc điều hòa và mình chuyên làm điều hòa thôi, mình không có muốn làm ra những cái nghề khác lấn cấn, mình không thích làm nhiều mảng như những người khác đấy. Nói với sóng nói chung là không chơi đấy, nói thẳng các bạn đi, chỉ làm điều hòa thôi và buôn bán tất cả các loại điều hòa mới cũ. Thực ra thì bây giờ nó có các loại điều hòa caper 6 triệu thôi là đã có thể lắp lên được rồi, hoàn thành rồi, thậm chí là nếu như mà ống đồng mà ngắn thì thậm chí là chỉ có 5 triệu 7 là mình cũng có thể lắp được cho các bạn rồi đấy, không cần phải đến 6 triệu đâu. Nhưng mà có khách hàng họ không dám bỏ được 5 triệu 6 triệu vì họ không còn tiền, thậm chí là đôi khi họ chỉ dám bỏ ra 2-3 triệu thôi, bởi vì là cái mức thu nhập của họ nó hơi bị thấp, hoặc là bây giờ đang Covid đấy các bạn, nó rất là khó khăn. Thì đấy, các bạn giúp đỡ mình thì mình sẽ giúp đỡ lại cho người khác. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và cảm ơn các bạn đã xem hết video này.